chia sẻ với cả nhà, bà năm nay 66 tuổi cả nhà, hiện tại đang nuôi hai đứa cháu. Đây là cháu nuôi nha cả nhà. Hai vợ chồng đẻ con ra xong bỏ đi. Hiện tại là để cho bà ngoại nuôi nuôi. Hiện tại cháu đang bị đi vệ sinh không có được cả nhà. Nó ỉa không ra. Như cái kiểu tông đường ruột á, đi siêu âm cái ông bác sĩ hợp bên đây á, ông nói nó là bị một đường ruột bên đây á, là nó hoạt động được. Yeah. Bên đây nó không hoạt động. Thành thử cứt nó cứ dồn lại. Rồi cái nó thành ra cái cục bự 10 ngày. 10 ngày nó mới ỉa ra một cục. Nó mới ỉa hôm qua đây này. 10 ngày mới ra hả? 10 ngày mới ra một cục bằng cái chai nhỏ. Mà ngày hôm qua nó ỉa ra hai một cục dài vậy này. Mà nó cứng nhắc luôn. Trời ơi, bự như thế này mà dài vậy này. Ừ. Trời ơi. Đó, mà cục cứt không phải nói đó. Con nhìn nó liệng xuống nó kêu có bon luôn. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Thép đang có mặt tại ngã ba Cà Ná. Đây cả nhà, ngã ba đây. Bye bye chị. Từ vị trí này mà mình chạy thẳng xuống nó là cảng Cà Ná, cảng cũ cả nhà. Đây cảng cũ, bên kia cảng mới nha. Cách đây 2 ngày trước có hai bà cháu tới tìm Thép cả nhà, nhưng mà bữa đó mình đi quay mình không có nhà cả nhà. Họ chia sẻ cái câu chuyện là cháu của họ đi vệ sinh không được. Thường ngày thì mình 1-2 bữa là mình đi vệ sinh một lần. Quá lắm là 2 ngày cả nhà. Mà cái đứa cháu này đặc biệt là 10 ngày nửa tháng nó mới đi vệ sinh một lần. Đó, một cái bệnh phải nói là rất là khó hiểu luôn. Bà nói là bà kể là bị 2 năm nay rồi nhưng mà bà vẫn không có điều kiện để dẫn cháu mình đi khám thử. Ba mẹ thì bỏ đi đâu mất rồi cả nhà. Bà 60 mấy tuổi rồi nhưng mà bà giờ phải nuôi hai đứa cháu. Bà đi nhặt ve chai thì mời tất cả quý khán giả đồng hành cùng Thép chúng ta cùng nhau vào tìm hiểu câu chuyện như thế nào. Nếu mà được thì mình sẽ giúp cho cháu ít tiền đi khám bệnh nha. Đi thôi. Cô ở trong cái nhà trọ đây cả nhà. Thép mới xin phép chủ nhà trọ ghé thăm. Mà chủ nhà trọ nói cô cũng khó khăn quá, ở trọ không lấy tiền luôn cả nhà. Nhà trọ này cũng lâu, 20 mấy năm rồi. Cô ơi. Cô Tư. Cô Tư ở đâu? Trong đây hả? Cô Tư hôm bữa cô ra nhà con hả? Có ra gặp mấy cái người nhân viên á. Dạ. Rồi nói là Thiếp đi quay ở đâu á. Dạ. Rồi không có về, rồi nói xin cho gặp chụp hình hai bà cháu. Rồi gỡ qua. Dạ. Đó rồi đi về mà đi mượn 500 ngàn của con nhỏ kia. Đi mà đi không nở luôn. À mượn tiền ra nhà con hả? Ừ, mượn tiền đi ra về đó cho để trần đây này. Ôi mửa, ỉa không được la khóc. Trời ơi, tôi nói nó làm bắt sợ canh sáng mà ai cũng hối đi mà có tiền đâu đi. Dạ. Yeah. Không có đồng nào luôn. Ủa cô, con nghe nói bé này là ai bỏ rồi cô đem về cô nuôi hay sao vậy? Không, như vậy này. Là cô ở là phường Mỹ Đông, khu phố 1. Dạ. Đây này, cô đem giấy tờ ra đàng hoàng cho con luôn. Rồi xong bắt đầu với mẹ nó hồi nhỏ là cũng giữ mướn. Đến khi mẹ nó bỏ đi, bỏ lại đứa nhỏ nuôi. Nuôi đến khi lớn có vợ có chồng. Đĩa ra hai đứa đây. Đây hai đứa đây. Dạ. Ở đây sau cái chừng cái nó bỏ nó đi không mà nó lâu lâu nó về một lần. Đợt này thằng đây này nó bỏ nó đi miết. Mấy năm nay nó không trở đi trở lại với lỡ thằng đây hỏi thăm con sống chết ra sao. Rồi nó bỏ cho cô Tư hồi lúc mấy năm trước thì cô Tư còn làm được mà đi hai cặp chân đi không nở. Cô Tư, bé qua đây chú hỏi cái này. Nghĩ là hai bé này là một cha. Một cha hả? Ừ. Một cha. À hai bé này là một cha. Một cha. Là hai anh em á luôn. Hai anh em nó. À hai anh em ruột. Là cô Tư với ba mẹ nó là cái gì của nhau? Người dân á. Ủa người dân hả? Ủa mà sao đấy ra ông nuôi mà sao cô lại nuôi? Như là hồi nãy giờ cô kể mà không nghe. Hồi đó mẹ nó. Dạ. Cũng là cô Tư hồi đó cũng giữ mướn. À. Là đến khi mẹ nó, mẹ của con đó bỏ đi. Dạ. Để lại mẹ thằng đây cho cô Tư nuôi. Ý là ví dụ như con ơi, để cho cô Tư nuôi này. Rồi sau này con đẻ hai đứa này ra này. Đúng không? Rồi bỏ cho cô Tư nuôi lại. Con chưa hiểu lắm. Có nghĩa là bây giờ nè, mẹ của hai đứa này là ngày xưa thuê cô Tư giữ mướn. Giữ là giữ hai bé này. Không, giữ con mẹ con đây này. Mẹ của thằng đây lại.
là có con riêng. Như là mẹ bà ngoại đây ơi, bà ngoại đây này. Bây giờ cô Tư... Bà ngoại hay mẹ? Bà ngoại. Bà ngoại nãy giờ nó kêu mẹ. Không, cô bà ngoại để mẹ nó ra, để mẹ nó ra. Rồi cô Tư mới nuôi mướn. Cô Tư nuôi mướn. Là nuôi mẹ của bé này. Rồi lớn lên dựng dựng gỡ gã chồng để ra hai được đây. Dạ. Mạnh người nào chia tay người nấy. Rồi mạnh nó thì nó đi theo trai, mạnh thằng đây đây có vợ. Dạ. Rồi đến khi là đi luôn, bỏ lại hai đứa đây cho cô Tư nuôi. Đó như hồi đó là cô Tư nuôi cái đầu của mẹ nó. Rồi, bữa nay nuôi cái đầu của con nó lại. Đó là con hiểu gì vậy? Dạ dạ. Không, tại vì cô Tư phải nói là ngày xưa làm cho bà ngoại. Chứ không. Cô Tư nói thì con không hiểu. Vậy là thép hiểu rồi cả nhà. Ngày xưa cô Tư nuôi mẹ của hai bé này nè. À đó. Lúc mà còn nhỏ à. Còn nhỏ. Bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ nó 32 tuổi rồi. Là nuôi có nghĩa là ba mấy năm rồi. 31 năm. Rồi giờ cái bà chị đó bà đi lấy chồng. Đi lấy chồng. Ra hai đứa này và bà bỏ hai đứa này cho cô Tư nuôi. Con hiểu. Cô Tư đem ra nhà con, cô Tư có đem giấy tờ đàng hoàng nha, tiếp tiếp nha. Con tên gì? Con tên Cải. Bôi Cải hả? Cô Tư ra giấy lấy giấy tờ đàng hoàng ra chứ để rồi cô không tin này mỉa nó này. Đó ha, rồi cô bây Tư giờ này. Đi đâu rồi? Đi đâu không biết. Rồi còn giấy tờ của nó này. Đó, đây sinh này. Năm 1992. À đó, phải ba mươi mấy tuổi không con? Hả? Dạ đúng rồi. À, sinh năm 92 là ba mấy tuổi á? 30 Là đây nữa này, hộ khẩu nữa này, mà hộ khẩu cô Tư bỏ sớm bỏ làng cô Tư đi này, á nuôi gì nở? Nghe nói trong đây đi vô đây đi lượm cá hồi cá rồi kiếm ăn chứ đâu có. Nguyễn Thị Hít là cô Tư hả? Là cô Tư á. À. Còn mẹ nó Nguyễn Thị Sương. Ủa? Vậy là cô với mẹ nó với ba nó là chung hộ khẩu với nhau luôn hả? Không đâu, có mình ba ngoại cháu đây à, nó với là có thể bốn người. À, cô đó. Với mẹ nó với là với Tuấn. Là Tuấn làng đây. Tuấn. Thằng đây là Khang. Khang. Đó. Có bốn người đó thôi chứ đâu có ai Nguyễn, đâu. Nguyễn này là theo họ của ai? Theo họ của cô á. Theo họ của cô Tư luôn hả? Ừ, mẹ nó cũng theo họ cô Tư luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Mẹ của bà sao bà không theo mẹ họ mà theo thì họ bà bỏ rồi, bà bỏ bà đi rồi lấy gì nó theo. Bây giờ nó phải theo cô Tư. Lấy họ tên của cô Tư luôn. Chứ cô Tư đâu có đứa con nào đâu. Bây giờ cô là mẹ nuôi của bà mẹ của bé này. Mẹ này lại đúng á. Đúng không con nói gì chứ? Rồi, mẹ đúng nuôi á. Có nghĩa là mẹ nuôi. Không có dòng có máu mũi gì là mẹ gì nuôi. Đúng rồi. Rồi ok con hiểu. Mẹ nuôi là từ nhỏ tới giờ. Mẹ nuôi nhỏ giờ. Ngày hôm kia đi là sắp. Là bà coi như là con của cô luôn rồi. Thì cô coi như là con đã con nuôi á. Nhưng mà bây giờ ở đi đâu cô biết không? Không biết luôn. Trời ơi nuôi mà nó khổ đây hả, khóc cả ngày cả đêm, một tháng 30 ngày ngày nào cũng khóc không biết nó hiểu không ra ấy. Đi chân đậu chạy vô quặn lên đau khóc ối mửa đó, mới nãy nó quặn đau nó khóc thiếp à. Dạ rồi hiện tại là bà đi bao nhiêu năm rồi? Bà đi năm nay nữa là ba năm hai năm gì đó. Hồi Tết này có về không? Không, thì nó không có về gì hết ấy. Ba năm mà đi đâu cô biết không? Không. Bà đâu có biết đường nào đâu, bà cái điện đài gì đâu biết. À, đi mất luôn hả? Bà nó có tới thăm không? Không luôn. À, vậy là ba năm nay là coi như đi mất luôn. Đi mất luôn á. Là không tới thăm hả? Con xin phép cô Tư vô nhà trọ. À, đi vô. Đây là cái nhà trọ của mấy bà cháu ở cả nhà. Cô ở đây mấy năm à? Hai năm rồi. Một tháng nhiêu tiền? Tháng 700. 700 hả? Tháng 700 là điện nước luôn hả cô? Điện nước bao bao luôn á. Cô chứ cô làm gì nuôi mấy đứa cháu? Đi lượm mũ, rồi đi xuống cảng xin cá. Có nghĩa là xin cá xin đồ là đủ nói cho mấy đứa cháu ăn hả? Lượm mũ là mua gạo thêm hả? Rồi xong rồi bắt đầu từ tháng 9 giờ nó hết cá. Dạ. Rồi cái hồi bữa bà đó bà cho 10 cái gạo đủ ở đây. Dạ. Rồi bên kia người ta đem qua người ta cho quần cho áo cũ á. Dạ. Rồi cho nó bận đâu có bộ đồ nào mới đâu. Dạ. Rồi bữa giờ nó bệnh vậy con nghe mấy đứa em con nó kể là nó ỉa không ra. Như cái kiểu trong đường ruột á đi siêu âm cái ông bác sĩ hợp bên đây á,
ông nói nó là bị một đường ruột bên đây là nó hoạt động được, yeah. bên đây nó không hoạt động, thành yeah. thử cất nó cứ dồn lại, rồi cái nó thành ra cái cục bự 10 ngày nó mới ỉa ra một cục, nó mới ỉa hôm qua đây này. 10 ngày mới ra hả? 10 ngày mới ra một cục bằng cái chai nhỏ ra tới đây này. Ôi tôi kêu người ta đó vô bự chưa mà đúng luôn, ai ở đây cũng biết. Ê, nó cỡ nào? Cỡ cái chai uống nước mà luôn hả? Cái chai nhỏ xíu á, chai nhỏ đâu rỡ. Đây nè, cái chai nè. Không, nhỏ nữa à. Bằng cái chày không? À đó đó, cỡ như cái đầu chày đó. Trời ơi, bự hơn luôn. Chứ cỡ này làm gì bằng đầu chày đây này. Trời ơi. Đây, bằng đầu đây nè. Mà ngày hôm qua nó ỉa ra hai, một cục dài vậy này. Mà nó cứng nhắc luôn. Trời ơi, bự như thế này mà dài vậy này. Ờ, tới đây á, rồi ra cục nhỏ nữa. Trời ơi. Đó, mà cục cứt hơn, phải nói đó. Con nhìn nó liền xuống nó kêu có bon luôn. Tên tên, đi vô mà quay cái cục cứt này. Bạn xem bây giờ như vậy, con chết đây bữa vậy. Rồi xin lỗi cả nhà nha. Nhiều cái mà kìm không nổi luôn. À, nói thiệt luôn á, đàn tử nó nở khóc lên á. Cả nhà, à. Lần đầu tiên mà Thép nghe nói á là 10 ngày mới đi vệ sinh, à. Mà đi một lần á là to như cái chày to mà. Như cái chày này. Mặc dù bé nó nhỏ xíu, nó có 3 tuổi à. Là nó đang bị cái đường ruột của nó đang gây vấn đề. Nó không ra được á. Là bà theo dõi nó 10 ngày luôn hả? Ờ, hãy từ hồi nào tới giờ, hồi năm quái năm nay này đi bác sĩ Hùng này là nó bị cái trường hợp đó là bao nhiêu năm rồi? 2 năm rồi. Là hồi bây năm giờ quái. Là giờ năm nó năm. Là 3 tuổi mấy đúng không? Ờ, bây giờ nó 3 tuổi mấy á. Là bị 2 năm nay hả? Ừ. À vậy là ngoại cô phải dẫn nó đi khám liền rồi chứ, để vậy là thì đó nói phải có tiền rồi mình đi khám, còn đi qua bác sĩ Hùng á ở Phương Rang này, ổng bác thuốc cho uống này, cho nó ra này. Cuối cùng nó cũng đâu có ra đâu. À. À, ổng bán này, thuốc của ổng này. Giấy của ổng luôn này, tên của ổng này. Đó. Hết 300 mấy ngàn tiền xiên, rồi hết 500 ngàn. Bán cũng uống cũng không ăn thua luôn hả? Không ăn thua luôn. Sao cô không dẫn đi xuống bệnh viện Phan Rang? Tiền đâu đi, không có 1 đồng nữa hả? Trời. Đó, nói thiệt luôn á. Không có tiền luôn. Rồi cái bé Trang này nè, à. nó lớn rồi, cô có cho nó đi học không? Tụi nó học hồi về đó lớp 2, rồi cái lên lớp 3 đang đi thi cái nó bệnh Covid-19, rồi nó thi không được, rồi hết Covid rồi mới đi vô đây, à. Là nó nghỉ học luôn. À. Chứ đó, giờ là không đi, không cho đi học lại luôn. Không. Qua đây chú Thép hỏi cái này cái con tên gì? Tên Boy. Cái gì Boy? Dạ Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh hả? Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Anh Tuấn hả? Cái tên đẹp trai vậy hả? Bao lâu rồi mẹ chưa về thăm con? Dạ 2 năm à. Mẹ đi con đi 2 năm nay rồi hả? Dạ hồi lúc Tết, hồi 2022 là mẹ đã bỏ đi chị. À mẹ bỏ đi, con biết mẹ đi đâu không? Dạ không. Rồi bữa giờ Tết ba có tới thăm con không? Dạ không. Ba con ở đâu con biết không? Dạ không biết luôn. Ừ, rồi con học lớp 2 con nghỉ hả? Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. À vậy nếu mà con đi học lại phải năm sau mà con mới được đi học lại. Ừ. Nhớ bạn chưa? Chứ con ở nhà con làm cái gì? Ở nhà chơi là xong rồi tới một cái đi cá. Con làm cái gì? Tới mùa cá đi khi mùa cá. À, ở Cà Ná này là khi mà tới mùa cá là tháng 6, tháng 5 nó tới mùa là ghe nó cập bến á, là mình đi xin cá hả? Con xin cá con làm cái gì? Xin cá con bán, kiếm tiền. À, xin cá là mình được bán luôn hả? Dạ. Người ta cho nhiều không? Nhiều. Người ta cho là, ví dụ như tới ghe này là người ta cho ít, ghe kia chỉ cho ít là mình lấy vô mình bán hả? Dạ, dồn đủ 1 xô rồi đi bán. Rồi 1 xô đó con bán bao nhiêu tiền? 30-40 ngàn. À rồi con lấy tiền con làm cái gì? Dạ con đưa cho ngoại. Ồ giỏi với ta. À, Tuấn Anh giỏi thôi. Rồi bình thường ở nhà con làm cái gì? Ở nhà con nằm chơi. Nằm chơi hả? Dạ. Ừ. Ờ, con học lớp 2 thì năm nay con 7 tuổi hả? Năm nay nó 11 tuổi rồi. Ủa vậy là con nghỉ mấy năm rồi? 3 năm rồi. À con nghỉ 3 năm hả? Con có nhớ chữ không? Dạ không. Quên luôn hả? Nhớ sơ
sơ sơ à. À, nhớ sơ sơ là quên gần quên chữ rồi. Rồi con ở nhà con có phụ hoại nấu cơm nấu đồ không? Dạ có. À, mẹ con đi lâu rồi, con có muốn nói gì với mẹ không để chú Thép gửi ra? Nói với cha là con thương cha nhưng mà cha đi đóng phim rồi, giờ con mong cha về. À, cha về thăm con nhớ cha quá. Ừ, con mẹ? Mẹ con không nhớ đâu, mẹ con ở nhà đánh con hoài. Sao con không nhớ mẹ? Mẹ con mới đánh con hoài, con không thích đã. À, mẹ đánh hoài con không thích hả? Con nhớ cha hả? Hả? Sao con thương cha? Do cha đi làm rồi về mua bánh bô hoài được con ăn. À, con thấy con thương cha hơn thương mẹ hả? Dạ. À, này chú Thiếp có đây về phim con thấy không? Thấy. À, rồi con đứng đàng hoàng lại con nói chuyện với cha con ơi. Nói chung là con thương cha nhưng mà cũng mong cha về. À, mà cha không về thì không được. À, mà cha về thì mua hoài đồ cho hai anh em con. Ừ, nói chung là con thương cha. À, cha con. Ừ, con thương cha hả? À, rồi có khi nào mà cha về đây ở với bà ngoại bà đồ không? À, không, chưa, cha chưa về luôn. Cha chưa về luôn. Cái lúc mà cha với mẹ đi là đi một lần luôn hả? Không, cha đi trước rồi xong rồi mấy năm nữa mẹ mới đi. À, cha là có nghĩa là ba con là người miền Tây hả? À, à, người miền Tây là bé nó sẽ kêu bằng cha cả nhà. Thì Thép nghe bé nó kêu là cha thì Thép nghĩ là miền Tây. À, miền Tây là miền nào? Miền Tây là miền Cần Thơ. À, ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ ra đây là lấy mẹ con. Mẹ con ở dân Cà Ná hả? Dân ở khu 1 phường Mỹ Đông á, ở dưới Đông Hải. À, là ngày xưa ở Đông Hải rồi bây giờ bà mẹ cô đi, Tư mới lên đây. Mẹ nó bỏ đi xong rồi cô Tư mới vô đây để cho đây xuống bến xin cá đồ nuôi đây. À, con hiểu. Đó, vậy á. Dạ dạ dạ. Hết mùa cá đi làm mũ, giống dạ, mũ dưới biển á. Dạ dạ dạ. Cô Tư ơi, bây giờ cái số điện thoại của con gái của cô á, cô có số không? Không. Không có luôn. Nó đâu có điện thoại đâu có. À, có chứ cô Tư có xài điện thoại không? Có. À, có cái số điện thoại cô Tư điện cho. À, là con tưởng đâu cô Tư mượn số hàng xóm. À, không có. Là số của cô á hả? À, con gái là mất liên lạc luôn à? À, mất luôn. Ừ, không biết. Là rể? Rể cũng mất luôn. Mất liên lạc luôn à? Ừ. À, ở cô Tư cho con hỏi là họ trẻ giờ cô Tư chưa có chồng luôn hả? Có chồng mà không có con. Dạ. Là cô Tư không có chồng, không có con, xong bắt đầu hai người cái nuôi con đây. Hai vợ chồng nuôi mẹ con đây. À, con hiểu. Rồi sau này con này nuôi 13 tuổi chồng cô Tư mới chết. À, đó, rồi ở vậy luôn mới tới giờ để cho nó có chồng rồi nó đẻ ra nó cũng giao cho cô Tư đây. Dạ. Mẹ cô bé này tên gì vậy? Tên Sương. Sương, chị Sương là ngày trước là mẹ chị không nuôi hả? Ngày trước là mẹ nó không nuôi. Dạ. Mới bỏ đi, mới để lại cho cô Tư nuôi. Dạ. Cô Tư nuôi á là coi như là lớn lên ấy thì cũng nó đi làm rồi nó gặp cái thằng Cần Thơ này nó ưng. Dạ. Ưng rồi xong bắt đầu đĩa ra là thằng đây. Thằng đây cô Tư cũng nuôi hồi đó giờ rồi bây giờ tới thằng đây. Dạ. Thằng đây cũng nuôi luôn rồi hai vợ chồng nó bỏ nhau. Bỏ hồi đây tới 2 tháng à. Dạ. Hai anh em đứng lên chú Thiếp nói nè. Boy. Đứng lên. Boy. Còn biết gì? Cái. Cải ơi, đứng lên. Đây, cho Thép ở ẩm à. Cải bồi. À, thấy 4 tuổi mà nhiều không? 4 tuổi hả? 3 tuổi mấy. Hồi nãy anh là anh đi được, bây giờ anh khỏe rồi đúng không? Ừ, bây giờ anh bớt là anh không đau ỉa. Nếu mà anh không đau ỉa nó nổi lên, nó đau ghê, nó đau quặn á. Cái gì chứ, cái đó mà đau mà không giải quyết nó rất khó chịu rồi cả nhà. Nó đi không được á. Đâu có đi không được á. Nó nén á, nó dồn nó nén. Đúng rồi. Nó nén ở trong bụng nó đau. Dạ. Nó dồn lại đâu nè. Cô Tư ơi, hôm nay con vào đây con thăm mấy bà cháu thì không biết là con đang quay cái video á, không biết là cô Tư có đôi lời gì muốn nói với con gái của cô không? Không. Cô Tư nói là chị sẽ nghe á, chị Sương sẽ nghe được. Bây giờ cô Tư chỉ nói thằng rể thôi chứ không nói con đây. Dạ. Bây giờ thì cô Tư cũng cầu mong cho lên nó cho cha nó thấy thôi. Thấy hai đứa đây này. Bây giờ nè, cô Tư ơi, nếu mà quay lên á, cha của bé này tên gì? Cha con tên gì? Tên Tùng. Tên Tùng đúng không? Dạ.
Nếu mà cha của hai bé này thấy là cha có ngỏ ý là dẫn hai bé này về nhà đó là cô Tư có đồng ý không? Nó không có dẫn. Không, cô Tư không đồng ý. Dạ. Tại cô Tư nuôi lâu rồi, mà đây nó cũng không có về. Dạ. Nó đỡ nó trước rồi. Chứ con không muốn về ở với cha con không? Không. Sao vậy? Con ở với ngoại. Sao? Chừng nào ngoại chết rồi con mới về. À, chừng nào mà ngoại chết rồi con mới về, con mới về ba. Sao con không về ba? Con ở với ngoại lâu rồi con quen. Con thương ngoại hơn hả? Đúng rồi. À, dạ. Trời, cảm ơn, ở với ngoại lâu rồi quen bà ngoại, thương bà ngoại hơn hả? Thương bà ngoại hơn thương ba luôn hả? Đúng rồi. Ba mẹ con với bà ngoại thương ai nhất? Con thương ngoại nhất. À, thương bà ngoại nhất hả? Bây giờ là cô còn mong cho nó gặp được cái hình giữa hai ba ngoại cháu này. Dạ. Là Tùng á, rồi cho số điện thoại đó cho nó điện lên, rồi chỉ chỗ cho nó lên thăm hai đứa con nó tha. Dạ. Rồi lỡ mai chiều cô Tư có chuyện gì nó lên nó rớt hai đứa này về dưới. Dạ. Cho cô Tư không mong gì hết, chỉ là như vậy thôi. À, bây đó. Giờ như thế này cả nhà, ngoại nãy bà nói với con á là sau này mà ngoại nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. À, ngoại năm nay 66 rồi. Thì sau này mà lỡ mà lớn có tuổi thì ngoại mất đi á thì cũng hy vọng là ba của cha của hai đứa bé nè sẽ lên nhận về. Chứ bây giờ ngoại cũng thép thấy là chắc thép nghĩ là bà ngoại bây giờ cũng hơi đuối á cả nhà. Đuối dữ lắm á nha. Đau chân ghê em. Dạ. Đi cái rớt chi giúp hồi nào cũng hay luôn á. Ngoại có bị tiểu đường không? Không. Chứ ngoại bị huyết áp hả? Không, không không có huyết áp. Bị khớp hả? Bị thần kinh tọa với là thiếu máu cơ tim. À. Bệnh hai này cái đó bệnh này cũng nguy hiểm lắm á nè. Đó. Dạ. Rồi có gì anh liên hệ với ngoại để mỗi tháng ví dụ như anh có làm có tiền thì góp cho ngoại nuôi mấy đứa hai đứa con của anh. Có gì nếu mà anh có thương con anh mỗi tháng kể cái có tiền thì góp cho ít đồng để nuôi hai đứa con chứ của anh nha. Ngoại đuối. Ngoại bệnh dạ. Hay bệnh. Anh tên gì? Tên Tùng. À, anh Tùng. Số điện thoại của ngoại là có hình nó chụp được không? Dạ. Số điện thoại của ngoại là 033 817 4249. Rồi thép xin phép đọc lại nha, 033 817 4249. Có gì anh Tùng liên hệ trực tiếp với ngoại nha, để chia sẻ cái gánh nặng bớt cho ngoại. Chứ giờ ngoại sáu mấy tuổi rồi mà ngoại phải nuôi hai đứa cháu, mà bây giờ đâu có công việc gì ổn định, toàn đi nhặt ve chai không à. Hiện tại con anh đang bệnh rất là khó chẩn đoán luôn. Bây giờ phải đi khám mới biết được. Bây giờ ngoại không có tiền khám, nó ngặt cái chỗ này. Bé này tương lai lắm đó nha cả nhà, thông minh lễ phép, nó biết nói chung là nó rất là hiếu thảo nha cả nhà. Nó về toán nó giỏi á. Dạ. Nó đi học á, toán giỏi. Biết thương ngoại thương đồ. Con ảnh cũng ảnh đi vệ sinh được, ảnh phái anh cười thấy không? Đó, mới đi hôm qua á. Ảnh mà không đi được thôi chứ. Hoài ở con khỉa cái bụng rờ mà nó còn đau. Còn đau. Đó, 10 ngày mới đi được lần. Là hoài ghi trong sổ là 10 ngày mới đi một lần á hả? 10 ngày tính 10 ngày á. Trời ơi. Rồi đây là 10 ngày sau nó ỉa lại nữa này. Mà phải có thuốc cho nó có chất nhờn nó mới tuột ra được. Đó thuốc á, có chất nhờn nó mới tuột ra được. Bây giờ này ngoại, bây giờ là từ lúc mà nó bệnh tới giờ năm mấy hai năm này rồi là ngoại theo dõi cứ 10 ngày nó mới đi hả? À, 10 ngày nó mới đi. Là chưa bao giờ mà đi siêu âm hay gì coi trong ruột không nó không? Có siêu âm bên đây à, gần à. Siêu âm bên đây con không nói là bệnh viện Phan Rang chưa không đi không hả? Chưa. À. Vậy là bây giờ người ta biểu là bé nó có bảo hiểm không? Có. Có bảo hiểm hả? Ừ. Người ta biểu là ra phòng khám ấy. Không, đi bệnh viện á. À, bệnh viện á, đi phòng khám mà người ta chỉ vậy mà không có tiền đi. Dạ. Ở nhà luôn. Dạ. Rồi hôm bữa là ai chỉ ngoại xuống tìm con? Tôi nói đứng giữa đây cho 10 người, nói 10 người rồi thấy ngoại cháu bàn gì á, đi xuống trần thiếp nó giúp đỡ cho bà vô bệnh viện ha bà. Còn dư xí tiền rồi bà cho mấy đứa nhỏ uống sữa uống đồ, cái nào nó thẳng ra vậy á. Dạ. 10 người đều nó ở về Phương Trang, người ta cũng nói vậy luôn. Dạ. Ở về khu phố 1 phường Mỹ Đông á. Dạ. Người ta cũng nói vậy á. Toàn thiếp nó thấy hoàn cảnh ngoại cháu bàn gì cho nên
cũng cho tiền rồi cho mấy đứa này nó ăn. Dạ. Thì cũng nghe nói lâu không rào mấy năm nay mà không đi. Dạ. Tại mình còn lây lát để kiếm gạo không được cho mấy đứa này ăn nãy. Rồi người đuối quá không có đồng nào luôn. Dạ. Rồi thằng này nó làm ói mửa. Rồi ỉa không được khóc nữa. Ừ. Mấy bữa nó ỉa được mình còn chịu đựng được. Bữa nay thấy đuối quá. Con bà chủ nhà đây bà nói thôi bà đi xuống thiếp cho nó môi. Chứ bà đừng có để nó chết có ngày á. Ừ. Tại vì nó ỉa không được á. Hỏi cục cất nó lùi ra tới đây rồi mà nó không ra. Dạ. Đó. Ngoại có cho nó ăn đồ ăn mát được không? Nó không có ăn một cái thứ gì, cơm nó cũng không ăn luôn. Chứ không ăn là lấy gì đâu cho nó ra? Không có ra được, bởi vì sữa không à. Uống sữa không à hả? Ừ, uống sữa à. À, không ăn cơm, không ăn cháo vậy luôn hả? Không. Là ngoại đưa cho nó không ăn hay sao? Thì đúng nó không ăn mà. Đó ok. Anh ỉa xong anh cười dữ rồi. À, anh ỉa xong qua này anh vui này. Chứ mà anh ỉa không được là ai động tới là chết á. Là khóc tiếp. Đó bà nhà trọ đi ông nói. Thấy hoài cháu bà về tôi mới cho ở 1 tháng 700 ngàn. Có bà đưa không có thì từ từ bà đưa cũng được. Bà nói cũng tạo cái nào nói thẳng ra vậy á. Dạ. Bà chủ trọ tên gì? Bà ở trên bà Nga sao? À, bà cô Nga hả? Ừ, cô Nga hồi đó bà về học mà. À, cô giáo hả? Bà cô giáo, bây giờ bà về hưu rồi. Dạ. Thì cũng nhân tiện đây thông qua video cũng cảm ơn cô Nga. À, cô bà ngoại thiếu tiền nhiêu rồi? Thiếu qua 2 tháng rồi. 2 tháng hả? 1 tháng 1 triệu, 1 tháng 700 ngàn. Là 2 tháng 1 triệu 4. Rồi ngoại xuống xuống đó ngoại đi nhặt ve chai ngày kiếm được 50 không? Ờ, 2-3 ngày mới bán lần, 2-3 ngày bán được 5-70 ngàn, 5-30 ngàn vậy thôi chứ đâu. Hai quả cháu đi, dắt ông này đi nữa nãy. Ủa, 3 người đi luôn hả? Ừ, chứ sao rồi đi tới chỗ nào rồi con ngồi nghỉ đâu có chân quá, chịu không nở. Con có nhặt phụ quại không? Có. Con biết nhặt không? Biết. Biết luôn hả? Ừ, nó rồi, bé này có nhặt đâu? Thằng đây nó mà thấy cái chai nó chạy xíu nữa xe tung rỡ. Nó lật đặng nó chạy qua nó chụp cái chai á. À. Ô, thằng đó nó thắng chứ không thắng là ông đi ra. Trời ơi trời, nguy hiểm quá hơn. Nhỏ nhỏ gì mà đi theo hoài nhặt ve chai rồi. Có 3 tuổi rưỡi thôi đó nha. Đi xuống dưới cạn xin cá không vậy nữa. Ừ, 3 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi em 4 tuổi. 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi thôi. Mùng 5 tháng 5, mùng 6 tháng 5 này mới đúng 4 tuổi. Dạ. Giỏi thôi. Hai anh em đi chen nhau luôn. Mắc một mí hả? Mắc một mí hả? Mắc mí lót hả? Ờ, hôm qua con về thì nghe mấy đứa em con nó kể là ngoại tới nhà con tìm con á. Thì hôm nay con tới con thăm. Thì nãy giờ cũng tìm hiểu câu chuyện thì cũng biết được là hiện tại ngoại đang nuôi 2 cháu. Nhưng mà 2 cháu này là cháu nuôi nha cả nhà. Con nuôi. Nuôi là xong bắt đầu để ra để cho ngoại nuôi luôn. Thì hiện tại cũng đang rất khó khăn hàng ngày. À, ngồi phải đi nhặt ve chai để nuôi 2 đứa cháu. Hiện tại đứa cháu nhỏ nó đang bị bệnh rất là nghiêm trọng cả nhà. Đi vệ sinh không có được cả nhà. Đó thì hôm nay con tới đây con thăm ngoại. Không biết là ngoại có cái mong muốn hay cái gì đó ngoại có thể kể với con. Nếu mà được thì con sẽ giúp đỡ cho ngoại. Cũng như là ý cô là muốn để cho cha nó thấy 2 đứa đây này. Dạ. Như là cái miệng vọng của cô là sống nay chết mai đâu bệnh mình mà tông cho cha nó biết nó để gặp 2 đứa này sau này cô có gì thì để cho nó lên nó dắt 2 đứa này về dứ. Yeah. Đó còn cô cũng đầu chân đầu cẳng cô nuôi mấy đứa nó không nở. Yeah. Giờ cô cũng nhờ kệ nó cho mấy đứa nó xị đỉnh rồi để cho nó ăn cho đây nó đi học lại cũng tạo nó dứ. Dạ. Yeah. Thì thế cũng hy vọng là ba của 2 bé nghe được những cái lời tâm sự của ngoại cũng hỗ trợ được cho mấy đứa cháu chút đỉnh tiền để nó có đi học. Ừ. Để sau này tương lai nó lớn lên nó không biết chữ cũng tội cho nó cả nhà. Đó ngoại bây giờ cũng già yếu rồi, cũng 60 mấy tuổi mà thép thấy là đôi mình nhìn thấy ngoại to khỏe gì chứ thật ra bệnh rất là nhiều rồi cả nhà, đặc biệt là bị tim. Đó thì thông qua cái video này, thép cũng muốn kết nối số điện thoại của ngoại với gia đình bên phía cha của 2 bé. Thì hy vọng là sẽ coi được, bên phía nội coi được. Nếu mà cũng muốn cưu mang 2 bé về thì ngoại cũng đồng ý đúng không?
đồng ý mà, đứa này nó không về, chờ cô có chuyện gì bệnh nằm xuống thì nó nơi về chứ. Dạ dạ con hiểu rồi. Con hôm nay con tới đây thì con cũng sẽ hỗ trợ cho ngoại một số tiền để cho mai ngoại bắt xe buýt á, ngoại đi xuống bệnh viện Phan Rang á, ngoại dẫn đứa cháu đi khám thử tình hình siêu âm trong ruột nó có vấn đề gì không nhé. Rồi nếu mà có vấn đề gì cần mà phẫu thuật hay làm gì đó thì ngoại cứ gọi cho con nhé. Khám thì nó cũng không bao nhiêu tiền hết đó ngoại à. Bao nhiêu không? Nó có bảo hiểm. Dạ có bảo hiểm mà khám có cái tiền xe tiền ăn đồ mình không có thôi à. Dạ. Chứ còn xuống đó thì nó có cái bảo hiểm đó. Dạ. Có gì mà nếu mà điều trị cái gì thì ngoại cứ liên hệ cho con nha. Đó. Thì con sẽ hỗ trợ ngoại số tiền để biết chê một lát ngoại đóng tiền trọ cho người ta. Thiếu 2 tháng là đúng không? Thì khám thì nó có mấy trăm ngàn rồi ngoại. Đó. Khám mà không. Để con tặng cho ngoại. Ngoại cầm đi. Rồi cầm vậy lo gạo, lo cá, lo mắm đồ thêm nha. Cũng cảm ơn chú Thiếp rồi nó ngoại cháu tôi cũng khổ. Dạ. Lớp nào đâu có chân nhất rồi em. Lớp nào mấy đứa này còn nhỏ nữa rồi ai đâu nuôi. Nghĩ tới đó là mong muốn gặp cha nó để cho sau này cha làm ăn có tiền gỡ lên cho mấy đứa đó. Dạ. Nuôi chẳng lẽ nào mà cứ cứ đi làm mà làm đâu có được đâu, đi xuống cảng ngàn chỗ. Dạ. Rồi trong đây nó xin tới rồi đổ vô rồi đi bán. Dạ. Chứ còn nói chung là ta thấy hoàn cảnh mấy đứa này tờ ta cho. Dạ. Dưới cảng á. Hy vọng là sau khi video của Thép đăng tải thì bà con lối xóm họ kề bên họ biết khó khăn á, họ sẽ giúp đỡ chút ít gạo cá có. Đồ thêm để cho giúp cuộc sống của ngoại sẽ đỡ khổ hơn nha cả nhà. Có. Ngoại con đưa ngoại này là 5 triệu nha ngoại nha. Mai ngoại đi khám khoảng mấy trăm ngàn à. Còn nhiêu ngoại cất đó nha. Nếu mà đi khám mà họ có yêu cầu phẫu thuật gì trong đường ruột á thì ngoại cứ gọi cho con sẽ làm việc trực tiếp với bác sĩ nha. Ví dụ như phẫu thuật đồ tiền nhiều thì gọi cho Thép. Thép sẽ trực tiếp làm việc cho bác sĩ, là Thép sẽ chuyển khoản thẳng xuống cho bệnh viện họ làm việc luôn cả nhà. Còn tiền đây là tiền đi khám. Rồi thiếu người ta trọ 2 tháng phải đóng rồi cơm áo gạo tiền rồi thêm nha cả nhà. Đó. Rồi con trai đứng lên đây. Bỏ cái đó ra. Đứng lên đây chú Thép nói cái chú Thép đi về coi. Hôm nay chú Thép tới thăm ngoại. Ô ngoại ơi, tao biết nói sao không? Nói rành hả? Hôm nay chú Thép tới thăm ngoại. Chú Thép giúp cho ngoại mấy ngoại cháu con là 5 triệu để mai dẫn em con đi khám bệnh nha. Dạ. Con cố gắng nha. Dạ. Rồi cảm ơn chú Thép. Giỏi, cảm ơn chú Thép. Rồi năm sau, 2 năm sau rồi ráng đi học lại nha con nha. Dạ. 1 năm sau chứ. Dạ. Qua năm mới cho đi học lại nha. Dạ. Nếu mà ngoại không bữa lúc đó ngoại không có tiền thì ngoại gọi con cho tiền cho nó đóng tiền nó đi học lại nha. Nha. Dạ. Đóng đi học lại sau này con biết chữ rồi con mới đi làm được chứ. Nha. Cả nó cũng cảm ơn chú Thiếp quan tâm tới ngoại cháu cũng. Dạ. Có cơm có đồ ăn chứ bây giờ không có ai hết. Dạ. Nào nó thiệt. Thôi ngoại cố gắng nha, con xin phép ngoại nha. Thép cũng phải đi xuống Phan Rang để thăm một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Hiện tại đang bị gãy cái tay. Đang gãy cái tay nghiêm trọng lắm. Con xuống con thăm cái hoàn cảnh đó cái nha. Rồi mai ngoại cứ đi khám rồi có gì báo với con nha. Mai đi, chở nó đi xuống khám. Dạ dạ, con xin phép ngoại nha. Mời cả nhà đi cùng Thép để xuống Phan Rang thăm cái hoàn cảnh ông chú hôm bữa bị sưng cái tay á. Bữa giờ cũng hết cả 100 triệu rồi mà chưa ăn thua gì hết đó cả nhà. Dạ. Bị gãy tay. Con đi nha. Dạ. Cách đây 1 tháng trước, Thép có chia sẻ với tất cả quý khán giả trường hợp của chú Đông, năm nay 60 tuổi cả nhà, đi chăn dịch mà rinh cái bao cám có 25 kg mà tình hình là bị gãy cái xương trong cái cánh tay cả nhà. Thì bữa đó thì Thép tới thăm thì nhớ là giúp đỡ cho chú là bữa giờ gần 100 triệu rồi. Tiền chi phí để kẹp cái nóc cái tay như thế này nè. Nhưng mà Thép tưởng đâu là sau khi phẫu thuật cầm cái tay lại thì chắc là ok rồi. Nhưng mà bác sĩ lại phát hiện ở trong cái tay có một cái khối u ác tính. Phải nói là cần số tiền rất là lớn để chuẩn bị xử lý khối u nữa cả nhà. Thì chú Đông có liên hệ với Thép hôm bữa giờ cũng đau đớn chịu không nổi. Chú cũng rất là ngại tại vì bữa giờ mình cũng giúp cả trăm rồi. Chú ngại quá, chú không có nói với Thép hôm bữa giờ chịu đau.
Bây giờ thế chú mới gọi thép tới để xem xét như thế nào, thì hôm nay thép có mặt ở đây để vào tìm hiểu khối u đó nó mức độ như thế nào để mình sẽ tìm cách để hỗ trợ cho chú. Thì mời tất cả quý khán giả đồng hành cùng thép nha, đi thôi. Tay của chú Đông này cả nhà, sau một tháng mà thép gặp lại sưng to quá trời to luôn. Bữa giờ chi phí cũng gần 100 triệu rồi cả nhà. Hôm bữa là mình phẫu thuật hết 80 đúng không chú? Chi phí là giặt hôm bữa giờ là 100 triệu rồi. Mà cái tay này, bác sĩ mới nói với thép là tình hình là đang nghi vấn có một cái khối u ác tính ở trong này nè. Đó, mới xét nghiệm tốn 10 triệu. Kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Hồi đó giờ thép chưa bao giờ mà thép thấy mà cái xét nghiệm mà tốn 10 triệu luôn. Hôm bữa chú có vào thì thép có chuyển tiền qua cho chú. Thì bác sĩ nói là phải tốn 10 triệu để mới làm cái xét nghiệm này. Thép nói ủa sao cái xét nghiệm gì mà tốn 10 triệu vậy cả nhà. Bệnh viện Tâm Anh là một trong những bệnh viện phải nói là cái giá tiền chữa trị nó mắc gấp 3, gấp 4 lần bệnh viện nhà nước. Tại vì biết sao không, chú Đông không có giấy tờ tùy thân nên buộc phải vào bệnh viện đó. Ai chỉ dưới vô bệnh viện đó gì? Ở xã Đồng Hải. Trời trời, đã khổ rồi mà vô bệnh viện đó là chỉ có, ví dụ như bệnh viện đó tốn ở ngoài mà tốn 20 vậy thì phải vô đó chú phải tốn phải 80, nên bệnh viện nó mắc tiền lắm. Cái phẫu thuật gì này, nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi lần dấu ấn này, phẫu thuật này tốn 10 triệu đồng cho một cái phẫu thuật cả nhà. Phẫu thuật này tốn tiền kinh khủng khiếp luôn. Là bữa phẫu thuật này bây giờ có kết quả rồi này cả nhà. Đó, có kết quả rồi, bây giờ thì tình hình cái chân, cái tay của chú sưng phải nói là rất là to luôn. Họ nói có một cái khối u ác tính nha, không biết là nó có di căn hay chưa. Nên cần đi vào, hồi sáng thấy có điện gọi hỏi bác sĩ đây rồi, thì bác sĩ nói là phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để xem thử tình hình sao, để biết đường mình tính tiếp. Thì vào bệnh viện Chợ Rẫy thì mình phải cần giấy tờ tùy thân, mà bây giờ chú Đông không có giấy tờ tùy thân thì chắc có lẽ là phải cố gắng xin cái giấy tờ ở xã, giấy tờ tạm cũng được, tạm trú trạm vắng cũng được để đi vào đó cả nhà. Chứ tình hình như thế này là không ổn rồi nha. Hôm bữa giờ chú đi bệnh viện về bao nhiêu ngày rồi? Nửa tháng rồi hả? Bữa giờ chú có uống thuốc không? Không có thuốc uống, hết tiền mua thuốc. Hả? Hết tiền mua thuốc đâu. Hết tiền mua thuốc hả? Chú Đông nói với thép thì chú Đông cũng ngại cả nhà. Tại vì hôm bữa giờ mình giúp cho chú 100 triệu rồi, thật sự mà nói chú ngại, nên bữa giờ chú cũng chịu đau luôn chứ đâu có uống thuốc gì đâu. Thì đau chịu không nổi thì chú mới liên hệ thép, để thép có cái phương án nào đó để tiếp tục giúp đỡ chú. Giờ bây giờ số tiền quá lớn, đồng ý số tiền nó lớn, nhưng mà bây giờ đang lỡ chừng giúp đỡ chú mà con bỏ cũng không đâu có được đâu. Con cũng thấy rất là áy náy luôn. Giờ tới đâu hay tới đó, giờ làm sao? Bây giờ trước mắt chiều nay chú cầm cái tia giấy bệnh này, nói chú ra về xã, chú nói là bây giờ thì hiện tại chú đang bị ung thư, nói gì đây, khối u trong tay á, không biết là có di căn hay chưa nha. Nếu di căn là phải, nếu di căn thì mình phải chữa theo di căn, mà chưa di căn là tình hình là phải cưa tay á. Đó, chưa biết nha cả nhà, không biết là nó có di căn hay chưa nha. Chờ cái kết quả kia, mà cái kết quả là mình không có người trong nghề, mình chả biết là cái kết quả như thế nào, chắc là phải lấy kết quả đưa cho bác sĩ coi. Rồi chú lấy cái tờ giấy của bên xã, chú vào Sài Gòn, bệnh viện Chợ Rẫy. Mà bác sĩ này là biểu trước khi vô là gặp nó trước. Dạ, gặp nó trước. Ừ, xong bắt đầu nó điện thoại cho thầy, nó là bệnh viện Chợ Rẫy rồi chuyển qua. Dạ. Dạ ok, vậy chú làm theo ông đó, tại vì dù gì ông bác sĩ đó cũng là người điều trị chú từ đầu tới cuối mà. Dạ. Đó. Thì ông bác sĩ đó cũng có bác sĩ đó cũng tốt bụng, cũng có tâm á cả nhà, nhưng mà do bệnh viện đó chi phí nó cao quá, chịu không nổi cả nhà. Thì bác sĩ đó nói là chuyển qua kia thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Tại vì ông biết là ông chú Đông này cũng khó khăn á. Cũng người ta cũng tài trợ, cũng thép cũng tài trợ, đâu có tiền đâu đi. Thì chiều chú làm giấy nha, rồi chú đón xe em xin một làm gì làm, xin một tờ giấy tạm trú nha, có tên mình có ở vị trí đó đóng dấu đó, xong chú vào bệnh viện chú làm theo hướng dẫn nha.
con sẽ hỗ trợ cho chú số tiền chú đón xe chú vào. Và bệnh viện họ chi phí bao nhiêu thì chú cứ trực tiếp liên hệ về với con sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện, sẽ chuyển tiền trực tiếp cho bệnh viện nha. Đó, tình hình nó bây giờ phải vô lại một lần nữa cả nhà. Hy vọng là lần này nó sẽ ok hơn. Đó, bây giờ cái tay mới cầm miếng nóc chưa xong rồi bây giờ lòi ra cái khối u nữa, phải nói là rất là rắc rối luôn nha. Ca này phải rắc rối lắm á cả nhà. Đó, giờ ông bị trình trạng bữa nay cứ bị gãy tay, bây giờ tới cái này nó cục này nữa, trời ơi cũng biết sao. Chắc là con nghĩ biết sao, chú gãy mà chú không có làm liền á là nó hình thành khối u trong đó. Rồi từ 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 nó sẽ thành khối u ác tính đó cả nhà. Cái này cũng do con chú dịch chứ, nhưng mình gãy mình điếu nó lên coi dịch cho mình đi đăng bộ nó nói chứ bung gân á. Mà tự gãy mà biết bây giờ còn 2 tháng rồi mà điếu. Thì bởi vậy nó hình thành cái khối u á. Rồi từ từ khối u nó sẽ thành ác tính. Nói chung là bây giờ chú ngồi chú trách ai cũng đâu có được. Bây giờ cái xui của mình chịu chứ giờ sao cả nhà, đâu có trách ai được đâu. Nghĩ là có cái bao cám 25kg mà nó gãy mình mới tức chứ. Dạ. Là ông chú ông vét bao cám gãy cái tay. Xong chú mới nói người chủ là cho ông đi khám. Thì người chủ nói là cái này chắc bung gân sơ sơ à, chắc cũng không có ăn thua gì. Rồi từ từ cái từ ngày gãy cho tới 2 tháng nó mới sưng to lên. Thì lúc đó chú mới cần sự giúp đỡ của thép giúp. Lần đầu là thép giúp bảy chục triệu á. Lần đầu thép giúp 10 triệu đi khám rồi xong bác sĩ nói là phải chi phí cỡ 70, thép giúp thêm 70 nữa là 80, rồi tiền nhà trọ đồ này kia rồi nữa hôm bữa giờ nữa cả trăm triệu á mà chưa ăn thu cả nhà. Đó thì bây giờ lỡ giúp rồi thì mình đã đủ duyên gặp chú rồi thì mình phải giúp tới nơi tới chốn, bây giờ chẳng lẽ bỏ chú giữa đường thì cũng tội chú cả nhà. Giờ ca này cũng hơi căng thẳng, chẳng thà nó bị cái tay không để nó đợi nó dễ xử, quốc thêm khối u ác tính ngay cái tay nữa nè. Đó, bởi vì nó là cũng là bài học rút kinh nghiệm cho ai mà bị chấn thương tay rồi này kia thì nó sẽ hình thành khối u nha cả nhà, chứ đừng có để lâu quá nó sẽ thành ác tính nha. Thì nghĩ như mình không có tiền nó không có đi, mình nghĩ dạ nó có ấy cho ai đâu ngờ bị gì. Bữa giờ chú ăn uống sao chú? Thì cũng bình thường đó, có gì đâu, thì cũng có được mua khi mượn tiền mua cá rồi à, ăn rồi. Chú mượn ai? Không có nãy đồ em mượn hàng xóm à? Hàng xóm hay là mượn tiền mua cá mua đồ ăn bữa giờ à. Tội chú, bây giờ chú ở mình, vợ con đâu có đâu ở mình. Bạn bè đâu có tới thăm không? Chú có bạn bè nhiều không? Có chứ. Có không? Nhiều không? Mà chú lắm ra gì không? Bạn nhiều quá mà cũng bè nhiều chứ đâu bạn đâu bao nhiêu đâu chứ. Bạn bè là bạn bè làm ăn hay là bạn bè ngồi nhậu? À, bạn bè trong mâm nhậu thôi chứ giờ chú đâu có nhậu được nữa đâu mà bạn bè. Giờ tới khi mà mình tới mất đường cùng mình mới biết ai là bạn mình chứ cả nhà. Lúc cuối cùng rồi mới biết người nào giúp đỡ mình chứ. Đóng cửa nghỉ. Dạ. Không có làm. Dạ. Thôi bây giờ chú ráng cố gắng cái tay chú cho nó ngon lành, chú lên chùa tu tu luôn rồi chú ơi. Chú lên chùa chú làm công quả luôn cho bạn bè gì nữa. Vậy nó bớt thì lên rảnh mà bữa đi qua mà anh nha. Hôm qua nó có chương trình mua gạo rồi ăn cái qua mà ông đóng cửa mấy đứa bình hoàng ấy. Rồi sao ông giống quen mình thiếp giúp đỡ không? Sao biết thầy à? Nó coi biết. Dạ. Rồi nó mới có. Rồi nó hỏi ông chừng nào lên rảnh, nó vào tay chùi bớt đi lên rảnh. Dạ. Nó tụi nó cũng nói là sao gì ông mình rảy ra ở tụi nó thì bây giờ làm gái cho con bác nó giỏi chứ chờ nó bớt bây giờ có ai giúp đỡ như nó giúp đỡ làm gì chứ còn không đó. Nó dòng họ bà con nó thử có ai giúp không? Dạ. Yeah. Mà đối bây giờ xin ngàn mà xin 50 rồi mà mua vô ăn ai cho? Dạ. Yeah. Ừ. Nói chân năng để không có đồ biểu nhờ đi mua rồi mà chưa hết gặp nhiều quá anh đồn rọc ngay lắm. Dạ. Thôi bây giờ trong cuộc sống mà đôi khi phải có những lúc như thế này cả nhà, mình mới biết lúc đó ai là bạn mình. Nhiều khi chú khó khăn bây giờ chú mượn tiền người ta, mới mượn chút xíu mà người ta đòi chú thấy không. Rồi anh em nữa, bây giờ anh em mà
bạn bè nhậu của mình chung bàn vậy chứ lúc mà còn nhậu được thì bạn bè cho bây giờ tay chân như thế này thôi chứ. Bác sĩ đưa cho chú cái này cho chú đeo hả? Cái này bác sĩ đeo hay chú tự mua vậy? Bác sĩ nó đeo miết bây giờ luôn á. À, vừa đeo cho nó định hình cái tay á hả? Ừ, cho nó khỏi lật á. À, nó sợ bung thiết nè. Rồi chú đeo vô đi, chứ để nó bung. Chú đeo vô. Từ từ gì, từ từ bạn. Để. Rồi bữa giờ ai nấu ăn cho chú ăn hay chú tự đi ra quán mua? Tự xử luôn à. Tự nấu ăn luôn hả? À, bữa giờ ở nhà có đi đâu không? Buồn lên cái thằng mà hôm bữa nhờ nó đi hai bữa, nó đi vô bệnh viện hai bữa, lên nhà nó cho không mà lên nằm trong nó cho thì mới đi về. Đi vòng vòng chơi cho nó thoải mái cho ông trọ nó cũng mấy. Nằm miết ớn, nằm thép làm sao mệt mỏi thế mà. Con cũng chuẩn bị đưa cho chú ít tiền, chú vào chú đón xe chú vào đó. Vào làm theo lời của bác sĩ nha. Thì giờ biết bây giờ mình biết mình bệnh rồi, giờ lỡ rồi bây giờ biết sao thì phải cố gắng thôi chứ. Hôm bữa bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ xét nghiệm ra là tốn 10 triệu, bác sĩ kêu là chi phí 50 triệu nữa. Ông chú ông bực mình không về luôn cả nhà. Lúc đó chú nghĩ sao mà chú về? Bây giờ có tiền nhờ nhiều quá rồi, bây giờ có chứ bây giờ mới đóng vô mà 10 triệu bây giờ nó biểu lo 40-50 nữa đi qua bên kia, tự nhiên cái giục mình à, nói thôi không được rồi, đi về chứ bây giờ nhờ thì một bên kia giúp đỡ một phần rồi bây giờ biểu bao nhiêu đó nữa, tự nhiên cái giúp mình thôi không ốc thôi ấy thì tôi không đồng ý, thôi về luôn à. Rồi đi về luôn á chứ hôm bữa mà qua bên đó là nó sẽ có phương án làm cái tay cho chú rồi, thì nó biểu lo ấy vô thì mình ngại quá thì hỏi chứ cái gì là bao nhiêu đó thép đã cứu được bao nhiêu đó rồi, bây giờ không cái tay rồi bây giờ chiếm cái cục bú rồi biểu đóng tiền cục bú nữa, cái tự nhiên giúp mình là biểu thôi khỏi tôi cái tay chưa ấy mà sao mà rồi cứ đi về luôn á. Dạ là bây giờ lại tốn tiền đón về xong bắt đầu lại tốn tiền đón xe vô đó lại nữa cả nhà, trước sau cũng vào à, chứ bây giờ biết sao bây giờ đau quá biết sao nhất đêm nó nhất. Dạ nhất nó nhất thì phải nghiến răng, giờ sao đâu uống thuốc gì. Dạ chịu thôi, đây con chuẩn bị cho chú, hình như con chuẩn bị là 5 triệu này chú ơi, chú cầm lấy chú đi đón đó, chú đón xe chứ vào đó rồi à. Chú vào rồi vào bệnh viện đó, nếu mà người ta nói chi phí nó ít ha, nó ít hay nó nhiều gì á, ví dụ như nó trong tầm kiểm soát và 3 triệu chú khám á thì chú cứ sử dụng, còn mà nếu mà nó nhiều quá nó cần làm phẫu thuật này kia thì chú cứ liên hệ con nha, con sẽ trực tiếp làm việc với bác sĩ luôn, tiền bạc thì thép tự chuyển cho bệnh viện nha cả nhà. Đó thôi ráng cố gắng nha chú nha. Dạ nó chiều lên chiều phường xin tờ giấy, xin tờ giấy em cầm cái này lên nè, nó bây giờ là xác nhận bị còn ung thư nè, bây giờ bị xác nhận cho là mình tạm trú ở đây thôi. Dạ đúng rồi, làm cái tờ giấy tạm trú là ok đó cả nhà. Đón xem hết cái video này để xem cái hành trình bác sĩ họ xử lý cái tay của chú như thế nào nha cả nhà. Thế sẽ cập nhật cho cả nhà nha.